Chào các bạn, đây là những tia plasma. Khi tiếp xúc vào bề mặt cầu, một tia plasma lập tức đến làm quen với chúng ta. Plasma có phải là hiện tượng phóng điện không? Không, plasma không phải là hiện tượng phóng điện. Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất ngoài rắn, lỏng khí. Nếu tiếp tục tăng nhiệt độ lên cao, các electron mang điện âm bắt đầu bước khỏi nguyên tử và chuyển động tự do, nguyên tử trở thành các ion mang điện dương. Nhiệt độ càng cao thì số electron bước ra khỏi nguyên tử chất khí càng nhiều, hiện tượng này gọi là sự ion hóa của chất khí. Các nhà khoa học gọi thể khí ion hóa là trạng thái plasma. Bề mặt của mặt trời nóng tới mức nó xé toạc các nguyên tử thành electron và hạt nhân, tất cả chạy quanh nhau trong một thể plasma. Hình ảnh của sét là do dòng plasma phát sáng tạo ra, nhưng tạo ra tia chớp và tia sét là hiện tượng phóng điện. Vậy, tại sao dòng điện không phải là plasma? Mình đã đi tìm một cách giải thích nhưng toàn thấy những câu trả lời phức tạp, các bạn có thể giúp mình dễ hiểu được không? Có hai loại plasma. Plasma nóng được tạo thành ở nhiệt độ, áp suất và năng lượng cao. Và plasma lạnh được tạo thành ở áp suất thường hoặc chân không, cần ít năng lượng hơn. Plasma được ứng dụng trong y học với chức năng tiêu diệt vi khuẩn mà không làm hại đến mô, tế bào xung quanh. Plasma giúp điều trị bỏng, các vết mổ, bệnh về da, thẩm mỹ, do có khả năng tăng lưu thông máu, tiêu diệt độc tố, giảm viêm, giảm đau, sinh tế bào, sản sinh collagen, kích thích tạo biểu bì. Các nghiên cứu mới đây còn cho thấy plasma có rất nhiều triển vọng trong chữa ung thư, đặc biệt là ung thư máu. Đó là những gì mình đã tìm hiểu và chia sẻ với các bạn. Sai sót và chỉnh sửa gì các bạn viết dưới phần bình luận cho mình nha. Like và share video dùm bọn mình nha. Chào tạm biệt các bạn.